Sẽ nhận bạn rút cái đồng kit top cần này nha tất cả các bạn. Đồng kit top cần này nhận bri 50.000 kit, còn có khoảng mình coi còn 2 tiếng nữa nha bạn. 2 tiếng 30 phút nữa chương trình ai góp này nó kết thúc, nó sẽ phân phối các bạn. Quá chó má nhiều. Đây các bạn. Còn 2 tiếng nữa nhận 50.000 kit nó sẽ kết thúc nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn áp cái địa chỉ với RC20 của mình vào các bạn. Các bạn bấm vào ba dấu gạch đây nè. Một cái này nè các bạn, rồi. Rồi các bạn bấm vào nút kit wallet nè. Đó. Sau khi bấm vào reset profile. Rồi các bạn bấm vào add wallet nha các bạn. Các bạn bấm vào đây nè nha. Đó. Rồi các bạn trở qua với chút wallet mình nha các bạn. Các bạn lấy cái địa chỉ với chút wallet mình, các bạn nào chưa cập nhật thì các bạn bấm vô cộng nè. Các bạn ghi chữ kit nha các bạn. Tìm kiếm chữ kit. Nè các bạn, kit tôi cần nè. Các bạn bấm mở ra nha các bạn. Rồi, các bạn bấm mở ra như gì là nó qua, rồi các bạn qua bên sang đây nè. Phan. Kit tôi cần có không ta? Chơi lên. Công lợi. Mẹ nó. Chứ tôi cần EC20, các bạn bấm mở ra nha các bạn nè. Này nè. Đó. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn vào dưới mình kiểm tra coi. Nè, cái tôi cần này nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ dưới này nha các bạn. RC20, rồi các bạn thoát ra nè. Các bạn bắt vào nha các bạn. Rồi, các bạn ghi wallet nha em, các bạn ghi chút wallet nha các bạn. Trời. Ghê. Chút. T. Wallet. Rồi các bạn bấm continue là xong nha các bạn. Khi nào giờ này góp kết thúc nó tự động trả về dưới cho các bạn nha các bạn. Mọi thứ thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ chào cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.